Wow, trời ơi. Vô là dính á. Chợ Nguyễn Tân Thành vô dính luôn hả? Vô là dính liền. Bỏ nhiều chút. Lấy này đi. Có nhỏ đó. Kia 45 hả? 50. Con hào chắc đâu có đây hết ta. Sao đó? Ủa.
Cái con này biển mình đâu có con nó con gì ta? Cái đó là nó nhiều. 90 ngàn. Còn móng tay là gì? Thì giống sam hay gì vậy? Sam hả? Năm chục. Thôi 50 là mấy ký à? Nhỏ nhỏ gì hai bên lận mà. Tăng cho là 3 ký. À quên. Nhỏ cho nhiêu thì nói nó không. 3 ký luôn. 3 ký. Tôi ký hay còn ký mấy ký? Dạ, lấy 2 ký rồi chú. Nhiều không ạ? À? 3 ký mà một bịch 3 ký, một bịch 2 ký, một bịch 1 ký. Đó. Còn tôi là 1 ký, ông này 2 ký. 2 ký. Đúng rồi không mấy em. Nè chú gò công mà mua nhiêu gò công vậy? Giờ này xuống thị xã Gò Công thẳng mua nghêu à. Đây dựa đủ thứ các hai loại hải sản luôn, ốc bu. Dạ, em thích ăn nghêu rồi, nó mua nghêu thôi rồi, còn đây là hải sản rất là nhiều. Nhẹ nhàng bình thường mà. Con thì thương vậy thiệt đó. Nhưng mà cô ấy không thương con. Mà không sao đâu bạn. Nếu con nghĩ là bạn tốt. 2 ký không? 2 ký. 2 ký sợ đó. Con ăn với ông này quá. Cũng chỉ là 200 đúng không? Không tốt đâu. Cuốn này 2 ký. 2 ký là 100 ngàn thôi. 2 ký là 100 ngàn thôi, là 100 ngàn thôi. Không, ok. Tháng đi để giỏ trước không được. Nặng quá không? Đó, đây cũng gần Ủy ban Nhân dân phường 2.